Ít giờ sau khi tuyên bố sẽ bổ sung thêm cầu thủ nước ngoài, câu lạc bộ Muang Thong coi như đã hoàn tất bản hợp đồng chiêu mộ người gác đền Đặng Văn Lâm. Việc chỉ đứng thứ tư tại Thái League mùa giải trước đã không khác nào thảm họa với ông lớn Muang Thong. Vì thế thì ngay sau khi mà thị trường chuyển nhượng mở cửa, câu lạc bộ giàu thành tích thứ hai của Thái Lan này đã quyết định chi đậm để bổ sung người. Sau khi chiêu mộ thành công Ronaldo của Myanmar chính là Aung Thu, thì Muang Thong vẫn chưa muốn dừng lại. Chiều nay thì giám đốc của đội bóng này đã tiết lộ kế hoạch sẽ sắm sửa của đội nhà và chúng tôi sẽ thay máu đội hình bằng những cầu thủ có cả trong và ngoài nước. Dù đã có thêm một vài nhân tố mới thì câu lạc bộ sẽ không dừng lại. Việc thương thảo vẫn đang diễn ra và chúng tôi sẽ sớm báo tin vui đến người hâm mộ. Và chỉ ít giờ sau đó thì thông tin Muang Thong đã chính thức sở hữu thủ thành Đặng Văn Lâm đã được tiết lộ trong sự ngỡ ngàng của giới truyền thông, đặc biệt là trên đất Thái. Đến lúc này thì mới duy nhất chỉ có trang Fox Sports của xứ sở Chùa Vàng này kịp thời cập nhật tình hình về thương vụ đình đám trên. Chứng kiến hành động âm thầm của Muang Thong, một số cổ động viên chỉ biết thốt lên là quá nhanh, quá nguy hiểm. Với sự có mặt của Đặng Văn Lâm, cơn khủng hoảng tại vị trí gác đền của Muang Thong nhiều khả năng sẽ chấm dứt. Mùa trước, sau khi thủ môn đội trưởng Kawin Thamsat Chanan xuất ngoại, hàng thủ của câu lạc bộ Thái Lan cũng mất luôn cái sự chắc chắn. Họ để thủng lưới tới 53 bàn chỉ sau có 34 trận, gần gấp đôi so với bàn thua phải nhận năm 2017 là 29 bàn. Như vậy thì thủ môn Đặng Văn Lâm đã không còn là người của câu lạc bộ Hải Phòng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, sau khi việc đàm phán phá vỡ một năm hợp đồng còn lại của thủ thành sinh năm 1993 được cả hai bên cùng đồng thuận. Điểm đến của Văn Lâm là câu lạc bộ Muang Thong United hiện đang thi đấu tại Thái League. Tại đây thì Văn Lâm sẽ ký bản hợp đồng 3 năm, lương tháng ít nhất là 10.000 đô, khoảng 230 triệu đồng. Không những thế thì Văn Lâm còn được câu lạc bộ này cấp nhà và xe riêng. Đây được xem là mức đãi ngộ tương xứng với tài năng và thành quả mà Văn Lâm đã giành được trong thời gian qua. Đặng Văn Lâm trưởng thành từ môi trường bóng đá Nga, anh có bố là người Việt Nam và mẹ là người Nga. Năm 2011, Đặng Văn Lâm đã trở về Việt Nam để lập nghiệp và anh tập luyện tại trung tâm Hàng Rồng của Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng mà ở đó thì anh không được trọng dụng. Thủ môn 25 tuổi sau đó đã phiêu bạt sang Lào thi đấu và cuối cùng năm 2015 thì anh được câu lạc bộ Hải Phòng ký hợp đồng. Đặng Văn Lâm trở thành thủ môn chính thức của câu lạc bộ Hải Phòng từ năm 2016. Tuy nhiên thì anh tiếp tục gặp trắc trở vào mùa giải 2017 khi vướng vào scandal bị trợ lý Lê Sĩ Mạnh của câu lạc bộ hành hung dẫn đến chấn thương nặng ở chân trái. Sự nghiệp đang thăng tiến, Văn Lâm bị chững lại vì lý do không đáng có. Tuy nhiên, ý chí và nghị lực của Văn Lâm đã giúp anh vượt qua sóng gió để mùa giải 2018 thành công nhất trong lịch sử sự nghiệp. Anh giúp câu lạc bộ Hải Phòng trở thành đội bóng để thủng lưới ít nhất tại V-League 2018 và lọt vào đội hình tiêu biểu của giải đấu. Cuối năm, anh cùng đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018 một cách thuyết phục với 5 trên 8 trận là trắng lưới. Sau khi kết thúc hành trình tại Asian Cup 2019 thì Đặng Văn Lâm và người đại diện chính thức sẽ công bố bến đỗ của chàng thủ môn này. Và đứng trước thông tin mà Đặng Văn Lâm sang bên câu lạc bộ của Thái Lan để thi đấu thì Hải Phòng FC đã nói gì khi mà Đặng Văn Lâm muốn ra đi? Thông tin Đặng Văn Lâm thông qua đại diện của mình muốn được thanh lý hợp đồng với Hải Phòng FC đã được xác nhận. Mặc dù là hai bên chưa chính thức ngồi lại với nhau nhưng mà có vẻ như là Hải Phòng đang gặp khó khăn trong việc giữ chân thủ thành này. Trả lời với báo chí thì Chủ tịch Hải Phòng FC ông Trần Mạnh Hùng đã cho biết là tôi đã nhận được giấy của đại diện thủ môn Đặng Văn Lâm về chuyện giải phóng hợp đồng. Theo cái giấy gửi đến câu lạc bộ Hải Phòng thì đại diện của thủ môn Đặng Văn Lâm hẹn chúng tôi là sẽ làm việc vào ngày 15 tháng 1 tới. Và họ muốn giải phóng hợp đồng một năm còn lại của Đặng Văn Lâm với câu lạc bộ Hải Phòng. Theo nguyên tắc thì nếu Hải Phòng FC không đồng ý với việc thanh lý hợp đồng trước thời hạn thì Văn Lâm sẽ phải chấp hành. Tuy nhiên thì theo ông Trần Mạnh Hùng, trong cái hợp đồng có cái điều khoản ghi là cho phép Đặng Văn Lâm ra đi nhưng mà phải bồi hoàn. Theo kế toán của tôi báo lại, cộng hết tất cả các khoản từ lương rồi đến phí bồi hoàn hợp đồng thì Đặng Văn Lâm sẽ phải trả lại cho Hải Phòng FC cỡ khoảng 3 tỷ đồng. Sơ bộ là vậy, còn cái con số mà chính xác thì hai bên sẽ phải ngồi lại với nhau, ông Hùng cho biết. Trước câu hỏi là một thủ môn tài năng như là Đặng Văn Lâm mà chi phí bồi thường phá vỡ hợp đồng chỉ khoảng 3 tỷ,
Thì ông Hùng đã giải thích là mấy năm trước thì có ai nghĩ là Đặng Văn Lâm được như ngày hôm nay đâu, mà tính đến cái chuyện là trôi hợp đồng hay trói lại bằng cái việc mà vài chục tỷ hay là bằng triệu đô. Hồi mới về thì đến tiếng Việt còn nói chưa sõi, cái thứ mà chỉ thử việc mà mấy nơi không thành, mình tạo điều kiện cho thử và ký hợp đồng cũng chẳng tính đến cái việc là phải trói chân thủ thành này. Và giờ thì tuân theo hợp đồng thì đành phải chịu thôi chứ biết làm thế nào. Nói về thủ môn Đặng Văn Lâm thì Đặng Văn Lâm cũng mới đây cũng đã lọt vào top 5 thủ môn đáng xem nhất ở tại Asian Cup 2019. Sau khi tuyển Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2018 thì mọi sự chú ý của truyền thông đổ dồn vào Quang Hải, Công Phượng hay là Văn Đức. Nhưng mà cũng không vì thế mà đánh giá thấp vai trò của thủ môn Đặng Văn Lâm trong đội hình của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ký giả Gabriel Tan đã viết về Đặng Văn Lâm như vậy: lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam có một thủ môn Việt Kiều xuất sắc, và Đặng Văn Lâm thực sự đã mang đến niềm tin cho họ nhờ cái thể hình lý tưởng và những cái pha xử lý bóng chắc chắn của mình. Anh đang đứng trước cơ hội tỏa sáng ở một sân chơi lớn hơn là Asian Cup. Sau khi bị loại ở ASEAN 18, Văn Lâm phải đợi đến AFF Cup thì mới khẳng định được giá trị của mình. Thủ thành sinh ra ở Moscow chơi an toàn, anh xử lý tốt những cái tình huống cơ bản. Sẽ có thêm nhiều cái cơ hội để khẳng định mình ở Asian Cup sắp tới, Gabriel Tan đã nhận định. Ngoài Đặng Văn Lâm thì Fox Sports Asia cũng nhận định là bốn thủ môn khác sẽ tỏa sáng ở Asian Cup 2019 lần này, bao gồm có thủ môn của Iran và thủ môn của Philippines. Thêm đó nữa thì có cả thủ môn của Hàn Quốc và thủ môn của Australia. Trong đó thì thủ môn của Iran, của Hàn Quốc và của Australia thì đều ít nhiều tạo dấu ấn ở World Cup 2018. Còn lại thủ môn của Philippines sẽ đảm đương cái trọng trách thay thế cho Nay Atherit trong khung thành của Philippines. Và Đặng Văn Lâm và đội tuyển Việt Nam đang có chuyến tập huấn ở Qatar để mà chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đá trận mở màn ở giải châu lục này với Iraq vào ngày 8 tháng 1. Và ngày 12 tháng 1 thì đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Iran, đối thủ mạnh nhất bảng D, và đá trận chốt ở vòng bảng với Yemen vào ngày 16 tháng 1. Và nhắc lại cái thông tin mà Đặng Văn Lâm chia tay Hải Phòng thì có lẽ là thông tin này vẫn còn được giữ kín cho đến cách đây vài giờ. Ngay sau khi mà thông tin thủ môn Đặng Văn Lâm xin thanh lý hợp đồng còn một thời hạn 1 năm với Hải Phòng thì mạng xã hội đã bất ngờ truyền tay nhau cái bức ảnh mà Văn Lâm mặc áo của câu lạc bộ Thái Lan Muang Thong United. Và tuy nhiên thì đây chỉ là một cái tài khoản không phải tài khoản chính thức của Đặng Văn Lâm trên Instagram. Nhưng mà rõ ràng là cái thông tin này đã rò rỉ trước đó. Cách đây một vài tiếng đồng hồ thì mạng xã hội đã bất ngờ chia sẻ bức hình của thủ môn Đặng Văn Lâm mặc áo của câu lạc bộ Muang Thong United của Thái Lan trong cái phòng tập thể thao. Và ở dưới dòng chú thích của bức hình còn ghi kèm rằng là Kevin, I'm coming. Ý nói rằng là thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ thách thức vị trí trong khung gỗ của thủ thành Gawin Thamsachanan của Thái Lan. Tin đồn về Đặng Văn Lâm sẽ có chuyến đến Thái Lan thi đấu là rõ ràng là có cơ sở khi cách đây cũng khoảng một vài tiếng đồng hồ giới truyền thông và lãnh đạo của câu lạc bộ Hải Phòng cũng đã thông tin một cách chính thức cho biết là sẽ chấm dứt hợp đồng với thủ môn Đặng Văn Lâm sau khi mà anh thanh lý cái hợp đồng với cái thời hạn là còn 1 năm trở lại. Trong một diễn biến khác thì nhiều thông tin cũng đồn đoán rằng là Văn Lâm sẽ cập bến nhà ở Trong một diễn biến khác thì cũng đã có nhiều thông tin trước đó đã đồn đoán rằng là Văn Lâm sẽ cập bến ở nhà đương kim vô địch V-League là Hà Nội FC. Dẫu vậy thì cái kết quả cuối cùng thì lại là Đặng Văn Lâm sẽ ký hợp đồng với câu lạc bộ Muang Thung của Thái Lan.